trên mây lướt qua, kìa bóng dáng ấy đang đang thước tha. Nhìn đường cong bờ mông trong vi mô. I went into my heart, now we go, ay, ay. Giờ bên hát phi vu mây sang trong. Giờ anh muốn tìm em ra đã em bán không? Tâm hồn anh đang cầm thương sao để anh mang thầm vương. Chờ một câu nói từ đây lòng em như cất lời, ay, ay. Gió sao sạc, nằm trên bãi biển mát. Hòa quyện cùng âm thanh, tan chảy vào trong điệu nhạc. Lướt qua đâu đây là một cô em, em mặc bikini. Nhà em có mở cuộc thi cán để không cho anh xin lì thi. Em ơi nóng bỏng thương vòng, ngực em căng như bóng rổ. Tim em trống chỗ, anh không chỗ ở nên xin mạng phép đóng đô. Thân hình cong cong như bắt được vàng, như thằng trong mong để có được nàng. Anh muốn làm quen sau đó mình yêu cùng vui bên nhau từ sáng tới chiều. Wow wow, chơi người gì đâu mà kỳ cục, nó xét về xin em kỷ lục. Vòng nào vòng nấy tức là bông cháy, thằng nào nhìn vô thì chị gục. Yêu em là đúng chứ không có sai, mà lỡ có sai cũng bất chấp. Em chẳng phải chụp cũng chẳng phải cướp, mà sao tim anh bị mất gấp. Em làm anh đâu bị cảm nắng, thì hoa hậu em bảo đảm thắng. Với em xinh như một loài hoa tươi, ôm tương tư em suốt ngày dài. Chẳng lẽ lại cứ như thế này hoài, nên tôi tương tư cùng ba xa xuyên. Anh gom hết lại thành bài cả bụi, nhưng anh nghe lòng quay cuồng. Em đưa anh vào trạng thái không bình thường, thì cũng đẹp trai có tài đôi chút nhưng yêu đuối trong tình trường. Bao lâu nay không ai quan tâm đến cô đơn lẻ bóng tình thương. Anh mang trong mình là căn bệnh nặng, tim anh bị suy dinh dưỡng. Em kêu chờ báo trang ngước nhìn, em đẹp xinh tựa nắng hiền. Em là thiên thần bất kỳ nhìn em lòng đắm chìm. Em đang tàng trữ một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm là đường cong. Em nhiều hater, em nhiều người ghét vì thứ em có họ thù mong. Vẻ đẹp của em làm anh bồi rối, rồi ngập ngừng không nói nên lời. Bảo anh thôi không thích em nữa có thể là điều khó nhất trên đời. Yeah beautiful girl, baby yeah beautiful girl. Nụ cười em sao thật quyến rũ, sang anh thần thờ đem về mong nhớ. Mà nhớ cả đêm làm biến ngủ. Lỡ như tim em nó có chê xác, anh sẽ chữa trị vết thương lòng. Nếu như tình ta là một hạt giống thì anh sẽ là người ươm mầm. Lỡ như tim em nó có chê xác, anh sẽ chữa trị vết thương lòng. Nếu như tình ta là một hạt giống thì anh sẽ là người ươm mầm. Giờ đây mà xem mai lướt qua, kìa bóng dáng ấy đang thước tha. Nhìn đường cong bờ mong trong vi mô. I went through to my heart, now we go, ay, ay. Giờ bên hát phi vu mây sang trong. Giờ anh muốn tìm em ra đã em bán không? Thương sao để anh mang thầm phương. Chờ một câu nói từ đây lòng em như kết lời. Cơ mà anh là thích em mất rồi, bây giờ sao? Nếu như em muốn đó thì đôi ta cùng chờ nhau. Xem ngày mà hợp thì ta rước nhau về, cùng chờ cho nhau hạnh phúc từng câu ước câu thề. Ngày nào anh cũng lo lắng, anh sợ em bị chai cua. Anh biết em ngoan nhưng con gái thì một nắng hai mưa. Nên phải cứ gấp là chờ chơi thì em lại đổi ý. Là em lại thích thì em chia tay, dù anh chẳng có lỗi gì. Excuse me, I'm crazy, em khiến mọi người hò reo. Vì em sexy, thêm sáng đi, em mang con tim anh theo đi. Hey baby, mà cú chi thêm chút hương thơm tập phấn đi. Đừng cong cong người trong mong, bao cô ai kia đang phấn đi. Mà đôi khi anh suy nghĩ, vì sao mà anh yêu em. Nỗi muốn tìm được ra câu trả lời, anh phải thao thức bao nhiêu đêm. Mà cuối cùng thì cũng không ra câu trả lời. Nói chung là anh chỉ muốn bên em và được yêu thương em cả đời. Can you feel me? Tim em anh xem là khó tan. Can you feel me? Girlfriend anh chẳng thèm ngó ngang. Can you feel me? Tim em anh xem là khó vàng. Can you feel me? May mắn cho anh là đời anh có nàng. Giờ bên hát phi vu mây sang trong. Giờ anh muốn tim em ra đã em bán không? Tâm hồn anh đang cầm thương sao để anh mang thầm vương. Chờ một câu nói từ đây lòng em như cơn.